Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em. Kim Phạm chân thành cảm ơn cô chú và anh chị em đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA. Nếu thấy thông tin Kim chia sẻ hữu ích, cô chú và anh chị em có thể bấm like, chia sẻ video cũng như bấm đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận được video mới nhất. Thông tin của ngày hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2020. Đây là tin Breaking News. Các nhà dân chủ vừa công bố dự luật anh hùng mới của họ tối ngày hôm thứ hai Và dự luật này dài 2.152 trang. Thì Kim sẽ mời cô chú và anh chị em tiếp tục theo dõi bản tin chi tiết này để biết được là cái dự luật này nó có bao gồm những cái gì cũng như tấm chất 1.200 hoặc là tiền hỗ trợ thất nghiệp tiếp theo hay không nha thì các đảng viên đảng dân chủ của Hạ viện hôm thứ hai là tối ngày hôm nay đã công bố gói cứu trợ coronavirus trị giá 2,2 nghìn tỷ đô la nhằm ngăn chặn thảm họa cho các trường học, doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng, không gian biểu diễn, nhân viên hàng không và những người khác. Thì cái gói này đó là phiên bản cập nhật của đạo luật anh hùng là The Heroes Act mà các nhà lập pháp đã thông qua vào hôm tháng 5 trong một tuyên bố với các đồng nghiệp của đảng dân chủ của mình chủ tịch hạ viện bà nancy pelosi cho biết bản cập nhật sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ cuộc sống sinh kế và cuộc sống của nền dân chủ của chúng ta trong những tháng tới thì cô chú và anh chị em cũng biết là đã hơn 4 tháng kể từ khi mà Đảng Dân Chủ Hạ Viện gửi tới Thượng Viện GOP 3,4 nghìn tỷ đô la cứu trợ coronavirus rất cần dựa trên cơ sở khoa học và dữ liệu thì nhà lãnh đạo ông Mitch McConnell đã nhấn nút tạm dừng bà Pelosi nói trong các cuộc đàm phán của chúng tôi với Nhà Trắng kể từ đó Đảng Dân Chủ đề nghị giảm 1 nghìn tỷ đô la nếu Đảng Cộng Hòa đưa ra 1 nghìn tỷ đô la sau đó thì chúng tôi đề nghị giảm thêm 200 tỷ đô la nữa ngay cả khi cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe ngày càng tồi tệ và nhu cầu chỉ phát triển thì chủ tịch hạ viện cho biết dự luật là cần thiết để giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe và kinh tế của các gia đình lao động ở Mỹ thì bà Pelosi và các nhà lãnh đạo dân chủ tại Hạ viện dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu sớm nhất vào thứ năm tuần này trước khi về nhà để vận động trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Thì tiếp theo Kim sẽ cập nhật là cái gói này nó có bao gồm những cái gì thì mời cô chú và anh chị em tiếp tục theo dõi video để biết chi tiết nha thì cái đời xuất này nó sẽ mở rộng hỗ trợ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ trước những thiệt hại liên tục từ đại dịch coronavirus và kế hoạch này được thông qua trong các cuộc thảo luận vào tuần trước nhằm thúc đẩy nỗ lực cuối cùng trong các cuộc đàm phán với Nhà Trắng và phá vỡ sự bới tắc trong cái việc cứu trợ coronavirus đã kéo dài từ đầu tháng 8. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính ông Steven Mnuchin đã nói chuyện vào tối hôm thứ Hai là ngày hôm nay nè, sau khi kế hoạch của đảng Dân Chủ được công bố và dự kiến sẽ nói chuyện lại vào ngày mai là ngày thứ Ba, người phát ngôn của bà Pelosi cho biết. Thì Tổng thống Donald Trump cũng đã chỉ rằng là ông sẽ có thể hỗ trợ tới 1,5 nghìn tỷ đô la viện trợ thì vẫn cao hơn cái mức mà 650 tỷ đô la trong cái gói nhỏ mà mà bên đảng Cộng Hòa đưa ra hôm tuần vừa rồi mà bị bác bỏ đó. Bà Nancy Pelosi hôm thứ Hai cho biết là Nhà Trắng sẽ phải đồng ý chi tiêu nhiều hơn cho một đợt uh, kích thích mới nếu có hy vọng đạt được một thỏa thuận trước cuộc bầu cử. Thì cái trong cái gói này đó kế hoạch của Đảng dân chủ bao gồm các khoản viện trợ mới cho các hãng hàng không, nhà hàng và các doanh nghiệp nhỏ không nằm trong cái gói mà ban đầu được hạ viện thông qua vào hôm tháng 5 và nó có số tiền nhiều hơn gấp đôi cho các trường học. Dự luật sẽ cung cấp một đợt khác gồm 1.200 đô la thanh toán cứu trợ trực tiếp cho các cá nhân và 500 đô la cho mọi người phụ thuộc. Thì cái này là cái mà nó khác với lại cái gói đầu tiên ha Cái gói đầu tiên thì những người phụ thuộc mà trên 17 tuổi sẽ không có tiền Nhưng mà cái gói này thì những người phụ thuộc, những cha mẹ, những cô chú, anh chị em lớn tuổi Mà phụ thuộc trên thuế của con mình sẽ được 500 nha và nó sẽ cũng có thêm 600 đô la mỗi tuần trợ cấp thất nghiệp cho đến hết tháng Giêng à, Cũng giống như cái số tiền mà mọi người nhận được mà hết hôm tháng 7 đó, cuối tháng 7 đó Thì bây giờ sẽ tăng lên và sẽ có tiếp tục rồi nó sẽ hỗ trợ nhà ở nè được bao gồm là hỗ trợ người thuê nhà và chủ nhà tiền điện tiền nước và tiền nhà hàng tháng và cái vòng PPP lần này đó là sẽ có cho những cái doanh nghiệp nhỏ nhưng mà nó sẽ cho những doanh nghiệp nhỏ thật là nhỏ và nó có thể là đòi hỏi khó hơn bởi vì cái lần đầu đó thì nó có um, nó không có đòi hỏi giống như là mình phải mất tiền bao nhiêu rồi mình mới được nhưng mà lần này nó sẽ đòi hỏi khó hơn bởi vì họ muốn giúp những cái người mà nhỏ thiệt là nhỏ rồi cái sự giúp đỡ duy nhất dành cho những người lao động thiết yếu là tiền sẽ được chuyển đến các tiểu bang và chính quyền địa phương để mà những cái người lao động thiết yếu này không bị sa thải chứ họ không có cho thẳng cho những cái người này nha và mình cũng sẽ chờ thêm chi tiết à, nhưng mà có vẻ là những cái người lao động thiết yếu này đã ngay từ đầu đó là đã không có được ưu đãi tốt từ cái đạo lực uh, ban đầu đã thông qua rồi thì kim cũng sorry những cô chú và anh chị em nào làm trong cái lĩnh vực thiết yếu thì đó là những cái thông tin về những người mà làm lãnh vực thiết yếu sẽ có 436 tỷ sẽ hỗ trợ cho chính quyền à, tiểu bang và địa phương 75 tỷ dành riêng để hỗ trợ cho covid và sẽ có tiền cho các chương trình an ninh à, giống như là lương thực sẽ có tiền cho bưu điện và cả tiền à, cho à, dân số nữa là cái census đó rồi bảo hiểm y tế sẽ được giữ nguyên cho những dân người dân Mỹ mà đã bị mất uh, mất bảo hiểm vì mất việc làm. Thì cô chú và anh chị em cũng biết khi mà mình mất việc làm thì mình sẽ bị mất bảo hiểm đúng không? Nếu như cái dự luật này nó được thông qua thì những cô chú và anh chị em nào bị mất việc làm vẫn còn có được bảo hiểm. Rồi trường học sẽ được 225 tỷ. Rồi sẽ có nhiều thứ khác nữa nhưng đây là những cái mà tổng quan mà mọi người đang quan tâm sẽ được uh, đổi lại từ cái đạo luật uh, anh hùng the hero act vài tiếng đồng hồ trước kim có cập nhật video về cái dự luật này sẽ được thông qua cũng như là bỏ phiếu trong tuần này thì sau khi kim đăng cái video đó lên thì kim đọc news kim thấy là cái dự luật này đã được tiết lộ là Kim làm video vội vàng làm video để chia sẻ đến cô chú và anh chị em liền và Kim thấy ở trong cái gói này nó cũng có đề cập tới 1 hai cũng như gia hạn tiền thất nghiệp và những thứ nhiều nữa để mà cô chú và anh chị em đang quan tâm cho nên Kim vội làm video thì mong rằng cái thông tin này là tin vui đến cho cô chú và anh chị em mặc dù mình chưa biết là nó có được thông qua hay không nhưng mà cái gói này nó nhỏ hơn cái gói mà bà đang muốn rồi cái thứ hai nữa là nó cũng có bao gồm 1 hai rồi cũng có 500 cho những cô chú và anh chị em phụ thuộc nữa thì trong nay mai ngày mai là cái ngày mà họ sẽ tiếp tục coi trong cái này rồi có thể là trong tuần này là bảo đảm là sẽ được đàm phán cũng như bỏ phiếu thì kim sẽ tiếp tục cập nhật mỗi ngày đến cho cô chú và anh chị em nào quan tâm đến cái gói cứu trợ mới này nha thì Kim Phạm mong rằng những cái video này hữu ích cũng như là đem lại tin vui cho cô chú và anh chị em thì Kim sẽ tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại cô chú trong nhiều video nữa. Kim Phạm chúc cô chú và anh chị em luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé.